lời thôi. Câu số 2 trận thi đấu vẫn đang là rất căng thẳng đây. Rồi được quốc gia thế nào? Đặt đôi mươi lăm. Trận thi đấu tiếp theo của bảng C là đội Chia Hưng gặp đội Quang. Trận số 2 trận thi đấu tiếp theo của bảng C, đội Chia Hưng gặp đội Quang.
Sân thứ 1 chọn chủ đề tiếp theo là đôi quang nga gặp đôi mai mai. Thank you.